Em xin giới thiệu tiếp theo, đây là một cái đẩy cũng là thương hiệu EV. Model của nó là EVCB2002. Bây giờ mình sẽ quay cái nội thất của cái đẩy này. Đây. Bây giờ mình sẽ quay mặt hậu nha. Công suất là 80W một kênh, 1600W trên hai kênh. Hàng này cũng sản xuất tại Đức. Hàng bãi Nhật, điện 100V vì sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Đánh hai kênh AB một kênh như vậy là 800W, hai kênh là 1200W CB2002. Kích thước của cái đẩy này như sau. Chiều cao là 9 cm, hậu sâu là 39 cm và chiều ngang là 48 cm. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Mua cái đẩy này thì cọc cho em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại cũng như phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100% em sẽ bao ship cho mình. Mua hàng bên em vui lòng gọi đến số 0931 008 099 để em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết cũng như chốt hàng cho mình, hoặc nhắn tin Zalo để em chốt hàng qua Zalo vẫn được nha. Em sẽ mở volume lên để mình thấy là đẩy hoạt động ok. Đương nhiên khi em mượn một cặp loa công suất nhỏ như vậy thì nó sẽ không nghe không có hay. Bass này chỉ có 25 thôi nên không đủ sức với cái đẩy 1600W hai kênh này, nên mình chỉ nghe tạm là cho biết là nó hoạt động ok, còn hay thì về mình phối thêm để mình có một bộ dàn chất lượng hơn nữa nha. Cái này thì mình sử dụng bass to hơn, 40 lên trở lên chẳng hạn. CB 22 cho mình và đẩy hoạt động ok. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 hoặc vào Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ cho bài đăng giúp em nha.